Trước khi giao đấu, hãy giới thiệu một chút. Ta là chúa tể của Dark Matter, chuyên đi xâm lăng các hành tinh. Và ta là người thống trị vũ trụ. Boros. Hello, xin chào Cupfly. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một nhân vật có thể chịu được nhiều hơn một đấm của Saitama. Đó chính là Boros, hay còn tự xưng với cái tên chúa tể Boros. Hắn ta là thủ lĩnh của băng ăn cướp ăn trộm mang tên là vật chất tối Dark Matter, một nhóm kẻ xâm lược ngoài hành tinh chịu trách nhiệm tiêu diệt thành phố A. Giống như Saitama, hắn ta phải chịu một cuộc khủng hoảng hy sinh tâm lý trầm trọng. Kiểu như trên đời này, cóc có đứa mẹ nào đánh lại bố mày. Cuộc sống chẳng có chút nào hồi hộp, chán vật vã. Boros đã đánh thuyền du hành đến thẳng trái đất vì có một lời tiên tri đồn rằng hắn sẽ tìm được đối thủ xứng tầm ở đây. Và đó chính là một thằng cha đầu chọc mặt ngố, y quy thấp, chẳng có vẻ gì là nguy hiểm cả. Bye bye bye, chẳng cầm. Đây là đài tiếng nói Bay Store, phát thanh từ Buôn Ma Thuột, thủ phủ của cha đẹp mặt khố, đu dây đi học cùng cưỡi voi đi làm. Bạn mong chờ gì từ một kênh tấu hài điên khùng? Sự nghiêm túc hay là vô bắt lỗi chính tả? Nếu bạn muốn xem anime theo một góc nhìn hoàn toàn điên loạn, hãy đăng ký Bay TV. Bay sẽ bẻ cong suy nghĩ của các bạn. Còn nếu bạn yêu thích trang bị anime, hãy vào kênh Bay Store. Boros, nghệ danh chúa tể Boros, tên thường gọi thằng một mắt, chủng loài người ngoài hành tinh, chiều cao 2m4, nghề nghiệp không tặc, cấp độ rồng hoặc cao hơn, trạng thái đã chết, ngoại hình. Hắn ta là một người hành tinh một mắt rất cao với mái tóc nhuộm màu hồng nhạt, trông chẳng hợp tí gì với bộ da màu xanh đen thui của hắn ta. Nói ra lại sợ bảo body shaming nên thôi. Mái tóc dựng lên, phủ mái trước mặt, trông cứ như thằng Calix, con trai của Calix. Hắn ta có hàm răng cá mập nhọn hoắt, cùng đôi tay cũng nhọn luôn, được trang trí bằng một mớ bông tai màu vàng. Chiếm nửa khuôn mặt đó chính là con mắt bự chảng màu xanh dương, một đống vết nứt da hình sấm sét kéo từ mắt đến hết cơ thể màu xanh đen. Là một người lịch sự, ban đầu ảnh không ở chuồng mà mặc một bộ giáp màu đen, sau này thay bằng bộ giáp màu vàng có ga trên vai cùng cẳng tay, mang theo một đôi giày được style khá hợp với bộ đồ này. Trong truyền tranh, làn da của anh ta ở dạng bịt kín có màu tím hoa cà với cái sọc tím đậm hơn trên mặt. Anh ta cũng có một quả cầu nhỏ màu đỏ trên ngực với những vệt màu tím trên bụng và cánh tay, mặc một chiếc quần Alibaba màu trắng được giữ bởi một chiếc khăn màu tím tối với những lưỡi kiếm được treo lủng lẳng trên đó, chẳng sợ tục quần. Sau khi bị thằng chọc đấm vỡ bộ giáp, dù trần như nhộng nhưng ngoại hình của Boros đã thay đổi khá nhiều. Khối lượng cơ bắp tăng lên đáng kể, những cái gai nhọn mọc lên từ cơ thể, da chuyển sang màu xanh nước biển, các vệt nứt cơ thể phát ra năng lượng sáng. Con mắt màu vàng bên trên bụng hiện ra, di chuyển đồng bộ với con mắt trên đầu cũng đã chuyển sang màu vàng. Tóc dựng lên như bọn người xây da. Ở dạng Meteoric Burst, ngoại hình hắn ta thay đổi chóng mặt. Tóc đã già ra ngang với siêu saiyan cấp 3, mắt trở nên trắng giả, đôi lúc mới hiện ra cái tròng đen, và cơ thể anh ta chìm trong một luồng sáng năng lượng trắng mờ. Những vết nứt da lại trở về màu xanh đen căn bản. Tính cách. Với sức mạnh đã kinh ngạc của mình, Boros là một kẻ đầy kiêu hãnh, kèm theo đó là sự kiêu ngạo. Do có niềm ham thích đánh nhau và chả thể nào tìm được kẻ nào có năng lực xứng tầm với mình, anh ta lang thang trong vũ trụ để tìm những kẻ xứng đáng để đấm nhau với ảnh. Hắn ta cũng vô cùng nhẫn tâm, tỏ ra thờ ơ với sự hủy diệt cùng sinh mạng của hàng đống sinh linh mà hắn đã gây ra ở thành phố A. Thờ ơ ngay cả với con tàu và phi hành đoàn của mình ngay trong trận chiến với thằng chọc đầu. Tuy vậy, hắn vẫn tỏ ra một thái độ lịch sự và tôn trọng, trấn an Regio Gansop khi anh ta hoảng hốt vì con tàu bị phá tan hoang. Lịch sự chào hỏi, trao đổi lý lịch chích ngang lịch sự đảng với Saitama khi anh ta đến, thể hiện sự tôn trọng với thằng chọc khi cuộc chiến diễn ra, và khi thằng chọc tiếp tục sống sót sau các cuộc tấn công của mình. Sau khi đánh bại, anh ta trở nên bình tâm với cái chết sắp xảy ra, khen thằng Saitama và chửi thằng thầy bói vì đưa thông tin không chính xác.
Trong trận chiến, anh ta được chứng minh là một người rất nghiêm túc và có hành vi thận trọng. Cố gắng nhanh chóng kết thúc trận chiến để đảm bảo rằng đối thủ anh ta không có bất kỳ cơ hội nào để chơi ủ à hết hồn. Khả năng và quyền hạn. Là một người lãnh đạo cuộc xâm lược đến trái đất, Boros có quyền lực tuyệt đối trên toàn bộ đội quân của hắn. Theo hắn ta, chủng loài của hắn đã phát triển khả năng tái sinh lớn nhất trong toàn thể vũ trụ để thích nghi với việc sinh tồn với hành tinh quê nhà, nơi khắc nghiệt nhất cái vũ trụ này. Boros cũng có khả năng cảm nhận được năng lượng của người khác, dưới dạng nhìn thấy một luồng hào quang bao quanh người đó. Hắn cũng là kẻ đầu tiên còn sống sót sau một cú đấm bình thường của Saitama. Một chiến công hào quang rực rỡ vang dội vì mọi thằng ác nhân từ trước đến giờ đều không chịu nổi một đấm bình thường. Trong khi đó, thằng cha này đơn giản chỉ là bị bể áo giáp mà thôi. Thực tế luôn là Boros đã chịu 3 cú đấm bình thường, một skill đấm bình thường liên tiếp và một cú đấm nghiêm túc. Điều này đã đưa Boros lên một đẳng cấp mới, vinh quang hiển hách hơn những thằng ác nhân khác từng gặp thằng chọc trước đây. Khả năng thể chất. Boros đã được trời phú cho những siêu năng lực từ khi mới sinh ra đời. Điều này giúp hắn ta có sức mạnh đáng kể theo thời gian cùng kinh nghiệm chiến đấu lâu dài. Anh ta dõng dạc tuyên bố rằng anh ta là một kẻ vô cùng đặc biệt, sở hữu sự tái sinh năng lực thể chất và năng lượng tiềm ẩn vượt xa tất cả mọi thành viên khác trong chủng tộc của mình. Sức mạnh to lớn. Boros thể hiện sức mạnh cực kỳ lớn cho cuộc chiến chống lại Saitama. Anh ta có thể làm cho thằng chọc này bay văng cù gấp xuyên qua nhiều cây cột khổng lồ trong phi thuyền chỉ bằng một cú đấm. Nhiều đòn tấn công khác nhau của tên chú tể đều dễ dàng phá hủy nơi đây. Ngay cả phần phát sinh từ cú đấm của Boros cũng có sức mạnh đáng kinh ngạc. Đến nỗi áp lực cực lớn từ sự va chạm của năm đấm hắn ta đã thổi bay một phần phi thuyền đi mất tiêu luôn. Và cú đá còn suốt thằng chọc bay tít lít lên tới mặt trăng. Tốc độ và phản xạ xịn sò. Boros có tốc độ và sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, vì anh ta có thể theo kịp cả Saitama, dù thằng chọc chỉ đang giỡn chơi trong trạng thái bình thường. Anh ta sử dụng năng lực tiềm ẩn từ cơ thể mình như một phương tiện phản lực để đẩy cơ thể đi, khiến anh đạt được tốc độ cực kỳ nhanh. Bằng cách này, anh ta cũng có khả năng bay luôn. Dù ngay cả trong tốc độ cao, Boros vẫn rất là linh hoạt nha. Khi đấm nhau ở trong con tàu, hai người nhanh đến mức mắt người bình thường không thể theo dõi cuộc chiến của họ. Độ bền mênh mông. Boros được chứng minh là có khả năng chịu đựng đáng kinh ngạc, đến mức trở thành đối thủ đầu tiên của Saitama đã sống sót sau khi bị tấn công trực tiếp bởi cú đấm bình thường của hắn ta. Mặc dù cho toàn bộ sức mạnh vẫn đang bị phong ấn bởi áo giáp. Đấy, phong ấn rồi mà vẫn trâu bò thế kia. Ngay cả sau khi nhận được một cú đấm trực tiếp từ Saitama dưới dạng Bút Xây Gia cấp 3, anh ta vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù đã bị thương chảy máu. Khi đòn tấn công hủy diệt hành tinh của anh ta bị đẩy lùi bởi cú đấm nghiêm túc của Saitama, anh ta vẫn còn đủ ly đòn để duy trì ý thức trong một thời gian ngắn trước khi về nơi chín suối. Tái sinh. Giống như phần còn lại của chủng tộc mình, Boros có tốc độ tái sinh đáng kinh ngạc. Với bản thân Boros đã vượt qua tất cả những người khác trong chủng tộc của mình như Bay đã nói lúc nãy. Hắn ta đã được nhìn thấy là mọc lại một cánh tay với tốc độ nhanh như Piccolo, chỉ bằng cách tập trung năng lượng của mình vào nó. Khi bị tấn công bởi những cú đấm liên tiếp bình thường của Saitama, anh ta bị thổi bay nát bét, nhưng có thể tái tạo toàn bộ cơ thể ngay lập tức. Tuy nhiên, khả năng phục hồi của Boros cũng có giới hạn đó nha. Vì cuối cùng, khi cạn kiệt năng lượng, anh chẳng tái sinh được nữa, chỉ nằm chờ chết. Phóng năng lượng. Hắn ta có thể sử dụng năng lượng tiềm ẩn mà cơ thể tạo ra để bắn những luồng năng lượng từ mắt và ngực với sức mạnh hủy diệt to lớn. Anh ta cũng kết hợp kỹ năng phóng năng lượng của mình với các đòn tấn công vật lý, tạo ra sóng xung kích cùng vụ nổ lớn có khả năng phá hủy các khu vực có kích thước cỡ thành phố. Tên một mắt này đã tuyên bố rằng luồng năng lượng này mạnh đến mức bất kỳ thằng nào chỉ cần chạm vào thôi thì ngay cả mẫu xương cũng không còn. Phong cách chiến đấu. Chiến binh dài dặn. Boros là một chiến binh từng trải, kinh nghiệm găm theo đầy người mà chẳng có chút tổn thất nào trên cơ thể, khiến hắn ta trở thành một chiến binh mạnh mẽ và đầy nguy hiểm. Do vậy, anh ta lúc nào cũng cố gắng kết thúc trận chiến một cách nhanh chóng để phòng đối thủ có chiêu trò phía sau. Kỹ năng Meteoric Burst.
đó là con át chủ bài của Boros mà hắn ta buộc phải dùng đến khi muốn giải quyết cuộc chiến khó nhằn một cách nhanh chóng. Anh ta đã sử dụng năng lượng tiềm ẩn của mình để tăng tốc cơ thể và sức mạnh vượt qua giới hạn bình thường, với cái giá là gánh nặng hậu quả lớn lên bản thân sau này, thậm chí là rút ngắn tuổi thọ. Tinh cầu phá diệt trưởng. Kỹ năng này được Boros dùng ở dạng Meteoric Burst. Hắn phóng ra một luồng năng lượng siêu to khổng lồ từ con mắt ở ngực của mình. Thay vì có màu xanh, nó có toàn bộ là màu vàng. Boros có chia sẻ với Bay rằng hắn ta cần sự tập trung và giải phóng mọi năng lượng tiềm ẩn để thực hiện kỹ thuật này. Khó lắm chứ không giỡn đâu nha. Lịch sử. Một nhà tiên tri đã nói với Boros rằng trên một hành tinh xa xôi nọ, hắn ta sẽ tìm thấy một đối thủ xứng tầm và sẽ cho anh ta một trận chiến thú vị như anh hằng mong muốn, hí hí. Boros đã dông thuyền ra vũ trụ đi suốt 20 năm trước khi tìm thấy trái đất. Câu chuyện phi thuyền vật chất tối xuất hiện phía trên thành phố A và bắn phá liên tục bằng đạn pháo, phá hủy 99,8% thành phố ngay lập tức. Cấu trúc duy nhất còn lại là trụ sở Hiệp hội Anh hùng kiên cố, được xây dựng chính bởi tay hiệp sĩ sắt. Satama, người đang ở bên trong, phá thủng luôn tòa nhà bằng đầu của mình. Xuất bay đạn pháo vào tàu, rồi tiếp tục đột nhập trái phép vào tàu vũ trụ. Rồi giết chết thằng mồm thối Gorodibas và nhà tiên tri vũ trụ Trần Dân. Alok, nhà siêu năng lực vũ trụ Gary Ugasov, hai thuộc hạ hàng đầu của Boros, khiến cho thằng một mắt ngạc nhiên khô xiết. Đối mặt với Saitama, Boros giải thích rằng anh ta du hành đến trái đất vì một lời tiên tri đã báo trước một đối thủ xứng đáng ở đó. Có một lời tiên tri, ta đã từng là một chiến binh tàn phá bất cứ thứ gì trong tầm mắt, nhưng cũng bởi vì ta quá mạnh mẽ nên cuối cùng chả có thứ gì xứng tầm nữa. Đó cũng là lúc ta biết đến sự cô độc của kẻ mạnh. Một ngày nọ, nhà tiên tri vĩ đại đã nói với ta rằng ở đâu đó trên một hành tinh xa xôi nọ có một thực thể tồn tại xứng đáng làm đối thủ của ta, một kẻ có thể khơi dậy niềm đam mê chiến đấu của ta. Đó là chuyện 20 năm trước. Ta đã nghĩ lời tiên tri chỉ là một thứ để đuổi ta đi mà thôi, nhưng bây giờ chắc chắn đó là sự thật. Đó là lý do tại sao ta lại ở đây. Hãy đến đây và cho ta thứ ta muốn đi nào. Anh ta không lường trước Saitama đã cục xúc đến như vậy. Mày bị ngu hả thằng kia? Ai đời lại đi phá hủy một hành tinh chỉ vì mình muốn đấm nhau với ai đó? Mấy bà cô sồn sồn nơi công sở cũng đâu vớ vẩn như vậy đâu. Thằng bục mắt đứng dậy sau cú đấm đó làm cho Saitama ngạc nhiên trố mắt ra nhìn. Bộ giáp kiềm chế sức mạnh giờ đã bị phá hủy. Boros giải phóng sức mạnh thực sự của mình và chuẩn bị chiến đấu ra ngô ra khoai với thằng chọc. Hai người đã đánh nhau rất dữ dội. Sau một thời gian thấy không ăn nổi thằng mặt ngu này, nên Boros lại sử dụng một kỹ năng tương tự Kamehameha, phá nát một vùng không gian rộng lớn nhằm chốt hạ cuộc chiến. Saitama đã đưa hắn ta đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Boros tiếp tục đập lén và xuất thằng chọc bài tiết lên mặt trăng. Saitama đã trở về và đấm thằng một mắt bằng hàng loạt cú đấm bình thường, cớ mà khả năng tái sinh cho phép hắn liền cơ thể lại ngay lập tức. Nóng lòng kết thúc cuộc chiến, Boros đã sử dụng kỹ năng mạnh nhất của mình, tinh cầu phá diệt trưởng, nhằm tiêu diệt Saitama và phá hủy hành tinh này. Đối diện với tuyệt chiêu này, Saitama buộc phải sử dụng cú đấm nghiêm túc để đẩy lùi nó và gây sát thương nặng nề lên thằng một mắt ngoài hành tinh. Bị đánh bại và cạn năng lượng sau cuộc chiến, hắn ta chỉ còn nằm ngáp chờ chết. Hắn khen ngợi Saitama, kẻ không có một vết xước trên người, là đã chưa thèm dùng hết khả năng. Rồi chửi cha thằng tiên tri là đứa dốc tổ. Thiệt sự là cóc có đứa nào ngang tài ngang sức thú vị ở đây cả, mà là một con quái vật có sức mạnh chênh lệch quái gở. Boros chết khi Saitama chiến thắng, bước ra khỏi tàn tích của con tàu vũ trụ phá hủy. Và bây giờ video của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Các bạn có thể xem lại các video trước trong kênh của Bay, xem và mua đồ anime tại kênh Bay Store. Và bây giờ thì bye bye. Bye bye. Cham cham.